nghiên cứu bổ túc cho sứ điệp cần được chia sẻ. Đức Chúa Trời kêu gọi hội thánh của Ngài là chúng ta ngày nay cũng như dân Israel thời xa xưa. Hãy là sự sáng ở trên đất bởi lẽ thật thiêng liêng, sứ điệp của các thiên sứ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ngài đã biệt riêng dân sự Ngài ra khỏi các hội thánh thuộc thế gian và ra khỏi thế gian để đưa họ đến gần với Ngài. Ngài đã khiến họ yêu mến luật pháp của Ngài và đã ban cho họ những lẽ thật vĩ đại của lời tiên tri về thời kỳ sau rốt hiện nay, giống như các lời tiên tri đã ban cho dân Israel thời xa xưa. Đây là lẽ thật thiêng liêng được rao truyền cho thế gian. Ba thiên sứ trong sách Khởi Quyền đoạn 14 đại diện cho những ai chấp nhận ánh sáng của Đức Chúa Trời và đưa bước đi với tư cách là sứ giả của Ngài để cảnh báo khắp mọi nơi trên trái đất. Đức Chúa Giêsu Christ phán cùng dân sự Ngài rằng: các ngươi là sự sáng của thế gian. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14. Đối với các linh hồn chấp nhận sự chết của Chúa Giêsu nơi thập tự giá, được Ngài phán rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mác đoạn 16 câu 15. Không có điều gì có thể cản trở công việc này. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với thời đại của chúng ta và nó sẽ còn mãi đời đời. Tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho nhân loại qua sự hy sinh của Ngài để cứu chuộc thế gian sẽ tác động đến tất cả những ai theo Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ chấp nhận chúng ta, ồ thật vui mừng thay. Hễ ai quy thuận Ngài thì Ngài mang con người hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ cùng thế gian những bí ẩn của một tình yêu thực thể. Hãy rao truyền, cầu nguyện, hát thánh ca, truyền khắp thế gian bằng thông điệp về lẽ thật của Ngài và tiếp tục tiến bước vào các vùng đất xa xôi. Ellen White, những lời khuyên dành cho hội thánh, trang 58-59. Các câu hỏi thảo luận. Thứ nhất là sứ điệp ba thiên sứ ở trong sách Khởi Quyền đoạn 14 nhận dạng bản chất của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm như thế nào? Thứ hai, như những gì chúng ta đã học trong tuần này, ngày Sa-bát và ý nghĩa quan trọng của nó. Sứ điệp về ngày Sa-bát thật sự rất quan trọng đến nỗi Chúa yêu cầu chúng ta phải dành một phần bãi cuộc đời của mình để nhớ đến Ngài, đấng tạo hóa và đấng cứu chuộc hơn nữa. Không giống như thờ phượng một ngọn núi hay một thành phố thiêng liêng, chúng ta không phải đi đến nơi đó để thờ phượng. Mỗi tuần ngày Sa-bát đến với chúng ta. Làm thế nào để sự thật này giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của ngày Sa-bát và những gì liên quan đến nó? Câu suy gẫm thứ ba. Chúng ta có thể bày tỏ niềm vui mừng to lớn như thế nào khi nói đến sự sụp đổ của Babylon và ý niệm về dấu của con thú? Làm thế nào chúng ta có thể trình bày lẽ thật này mà không gây xúc phạm đến người khác? Chúng ta phải hiểu rằng đây là vấn đề rất nhạy cảm. Vì thế cho dù chúng ta nói khéo đến mấy thì vẫn có một số người cảm thấy bị xúc phạm. Cầu xin Chúa ở cùng quý ông bà và các anh chị em luôn luôn. Amen.